Thank you.
Xin Chúa con
Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh cha như tấm gương sáng hàng để mọi người làm trước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống cùng gặp nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiện lên với Chúa ấy và lễ vô thuở muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày qua tháng nào, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel. Vì bà nói, tôi đã xin Đức Chúa và người ban nó cho tôi. Người chồng là Elkana, nên với cả gia đình để dâng nghi lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ chọn lời tấm hứa của mình. Bà Anna không nên, vì bà nói với chồng, đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã, khi đó em sẽ đưa nó đi. Nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi. Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộc 3 tuổi, 2 thùng mộc và 1 bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo. Đứa trẻ còn nhỏ lắm, họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói, thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Đến lượt tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa. Và ở đó, họ thờ lại Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa để danh cho bằng nào.
Bài chi thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta ruột nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ lên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đấy là điều răn của người chúng ta phải tin. Vào danh Đức Giêsu Kitô, con của người, và phải yêu thương nhau. Điều thân người đã làm cho chúng ta, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là điều thần khí, thần khí người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con không thấy cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý bố bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội tuần lễ Thánh Gia, mỗi người chúng ta hãy suy ngẫm một nhân đức trong ba nhân vật mà chúng ta tuần lễ hôm nay: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Trước tiên chúng ta hãy suy ngẫm về nhân đức của Thánh Giuse. Thánh Giuse chúng ta vẫn gọi là đấng công chính. Giuse nói ít làm nhiều. Giuse không nói câu nào trong Kinh Thánh cả. Đối với ông bà chị em tìm trong Kinh Thánh có câu nào, câu nói nào của Thánh Giuse? Ngài không nói một câu nào trong Kinh Thánh. Ngài để cho Thiên Chúa nói, còn Ngài làm. Bởi vì Thánh Giuse quá sức ngạc nhiên, kinh ngạc cũng như là khó hiểu nổi những gì Thiên Chúa dành cho ông trong cái trọng trách là trao cho ông làm cha nuôi Giêsu. Ông suy ngẫm trong đàn công chính và ông làm và làm rất mạnh mẽ. Khi đã thực hiện ý Chúa, Thánh Giuse làm một cách mạnh mẽ. Kinh Thánh nói rằng sau ba lần ông thấy chim bay, ông trỗi dậy ngay lập tức. Ông xác tín vào Chúa để bảo vệ Đức Mẹ, bảo vệ hài nhi Giêsu. Ước chi chúng ta là những người làm cha làm mẹ, chúng ta cũng noi gương Thánh Giuse, chúng ta cũng làm gương cho các con cái trong gia đình như Thánh Giuse đã làm. Thánh Giuse nói ít làm nhiều. Nếu trong chúng ta có những ông bố nào, có bà mẹ nào, Chúa ban cho cái ơn ít nói thì cũng không sao, nhưng làm sao phải là mẫu gương hay là điều làm gương cho con cái. Cái vấn đề nói ít là nói nhiều, làm ít thì nó trở thành vấn đề, nhưng mà nói ít làm nhiều thì không sao cả, nhưng nói nhiều mà làm nhiều thì càng tuyệt vời hơn. Chúa Giêsu là đứng nói nhiều nhưng Ngài lại làm rất nhiều. Đi đâu Ngài cũng giảng, đi đâu Ngài cũng nói, đi đâu Ngài cũng gieo lời, nhưng Ngài nói nhiều và làm cũng nhiều. Ngài cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ đói ăn mặc, thăm viếng vô nghi quả. Rồi Ngài nói chúng ta phải phục vụ thì Ngài phục vụ trước, Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Nói nhiều làm nhiều, nói nhiều làm nhiều điều tốt là một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên nói ít làm nhiều cũng thật là công chính, như Thánh Giuse nói ít làm nhiều có sao đâu. Rồi chúng ta suy ngẫm về Đức Mẹ Maria, chúng ta thấy Đức Mẹ luôn luôn hướng về Chúa Giêsu, luôn luôn đón lấy tình yêu Chúa trong suốt cả cuộc đời. Chúng ta thấy Đức Mẹ luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa qua đời sống cầu nguyện, như lời kinh Magnificat khác là lời kinh hầu như ai trong chúng ta cũng biết, mà Đức Mẹ đã dùng cái lời kinh này để cầu nguyện. Mẹ vui mừng quá nên Mẹ cất lên lời: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Chúng ta cũng đừng nghĩ Đức Mẹ chỉ biết cầu nguyện không mà thôi. Đức Mẹ đã cầu nguyện nhưng Đức Mẹ cũng thực hành. Đức Mẹ không chỉ thưa lạy Chúa mà Đức Mẹ luôn sống đời sống bác ái yêu thương. Ví dụ như tại cửa tiệc cưới Cana, Đức Mẹ thấy đôi tân hôn này, gia đình này hết điều, Đức Mẹ đã thương và xin Chúa Giêsu làm cho nước hóa thành rượu để cho tiệc vui thêm vui thêm. Rồi Chúa bảo gì thì Chúa dặn mọi người, Mẹ Maria dặn mọi người, Chúa nói thì các ngươi làm theo. Đây quả thật là một sự quan tâm đầy bác ái của Mẹ Maria đối với gia đình có tiệc cưới. Rồi chúng ta, rồi khi nghe tin chị họ của mình mang thai là bà Elizabeth, Mẹ mong mắn lên đường giúp đỡ chị họ trong lúc tuổi già, và chúng ta thấy
Ở cuối bài tin mừng hôm nay, tin mừng có nói rằng Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm con nít đang vào đạo đức. Đấy là những gì mẹ đã làm. Mẹ đã làm gương cho đứa trẻ Giêsu này. Chúng ta đừng tưởng trẻ Giêsu này tự dưng mà có được nhân đức đâu. Ngài có một người cha công chính, nói ít làm nhiều, nhưng điều ấy nó in vào con trẻ Giêsu từ ngay từ tuổi còn nhỏ. Trong những năm tháng tuổi thơ của tuổi trẻ Giêsu, Giêsu có được điều gì, có được khôn ngoan như vậy là ở tấm gương của người cha, người mẹ của Đấng Giêsu và Đức Mẹ Maria. Và Đức Mẹ đã truyền lại gương cầu nguyện cho con gái mình, gương bác ái, gương phục vụ, đã truyền vào người con trước khi sinh ra và tiếp tục sau khi sinh ra nữa. Và trẻ Giêsu luôn luôn lớn lên trong ân sủng và trong ân nghĩa của Thiên Chúa, cũng như là tấm gương của Đức Mẹ, cũng như Thánh Giuse. Nhờ có người mẹ như vậy mà Chúa Giêsu đã trở nên khôn ngoan, thánh thiện. Ngài bác ái đến độ tha thứ cho kẻ thù. Đó là sự là tập hợp tất cả những đức đức của người cha người mẹ để làm cho con cái. Đức Mẹ luôn luôn chân thành yêu mến. Thánh Giuse đã không chọn ném đá Mẹ Maria khi biết tin và có thai không rõ nguồn gốc. Vì ông là người công chính. Nếu ông không là người công chính thì chắc Đức Mẹ Maria đã ăn những cục đá của ông Giuse. Bởi vì theo luật lúc bấy giờ, nếu như người phụ nữ mang thai mà không rõ nguồn gốc thì sẽ bị ném đá đến chết. Và chính vì Thánh Giuse không chọn ném đá Mẹ Maria, nên 33 năm sau Chúa Giêsu cũng không ném đá người phụ nữ ngoại tình. Bởi vì trước đó 33 năm trước cha của mình không ném đá Mẹ Maria là mẹ của mình, thì bây giờ Chúa Giêsu đi rao giảng, người ta đến tố cáo có người phụ nữ ngoại tình, bắt quả tang ngoại tình, Chúa Giêsu đâu có ném đá mà tha thứ và nói rằng chị từ nay đừng phạm tội nữa. Dù cho Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn vâng phục cha mẹ mình ở trần gian. Ước gì chúng ta là những người con, dù cho chúng ta có giỏi hơn cha mẹ đi chăng nữa, dù chúng ta có hơn cha thì là có phúc đi nữa, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là người con trong gia đình, vẫn phải thảo hiếu kính trên nhường dưới. Thiên Chúa giáng sinh trong một gia đình, đó là tấm gương tốt nhất cho mọi gia đình chúng ta noi theo. Vì thế gia đình nào có những cái đau khổ như Thánh Giuse, như Thánh Gia thì chúng ta đang là dấu hiệu cho một gia đình thánh đó. Chúng ta có đau khổ đấy, gia đình Thánh Gia cũng đau khổ đấy, nhưng những đau khổ ấy là do lòng tốt, lòng bác ái và cánh đấy đau khổ của người khác giúp cho người khác lên thánh, thì chúng ta sẽ vui mừng vì chúng ta đã vượt qua được những gian nan khốn khó để chúng ta trở nên thánh thiện mỗi ngày. Ước sao mỗi gia đình chúng ta trở thành những gia đình thánh, dù chúng ta gặp những đau khổ nhưng chúng ta tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta trỗi dậy mỗi ngày mỗi khi chúng ta sa ngã. Lạy Thánh Gia, xin hãy giúp cho mỗi gia đình chúng con, xin cho mỗi người chúng ta hãy noi gương gia đình Thánh Gia để chúng ta nên thánh mỗi ngày. Amen. Tôi tin kính bầu Thiên Chúa là Cha và Nam. Yeah.
Anh chị em thân mến, nhiều người các hội thân hoan mừng đại thánh cha rất và cũng là lễ bộ mặt của các đoàn thánh cha giáo xứ chúng ta. Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương yêu thương và thi hành ý Chúa cách tuyệt vời của gia đình thánh cha. Chúng ta cùng thành tâm chúc tụng và dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội, là người thương hạt giống tự tin, là nơi rèn luyện nhân cách, là trường đào tạo tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những thánh cha và các vị chỉ chăm chăm lao trong hội thánh được đầy ơn khôn ngoan của thánh thần để hướng dẫn dân Chúa ý thức tầm quan trọng của gia đình và tìm mọi phương thế để bảo vệ nơi sống hôn nhân gia đình khỏi cho những nhục hóa của xã hội. Thank you.
phân chia nơi cầu nguyện lý lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng trong nhận. Vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh cả tu xe cầu thay nguyện chúc, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thần là chính đáng phải đào đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mọi người mỗi đời nhận thể một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đứng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng mạnh thiên thần, các đệ thần và quảng thần cùng toàn thể tạo nên Thiên Quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời.
Maria thành Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong ban đức trinh nữ, các thánh tân đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con kính ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và ngoài danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa như thế và hôm nay đến người này chúng ta đang nhờ Chúa đọc lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn của mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô được cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con nhưng xin chỉ lấy đức tin của Hồng Thánh Chúa. Xin đợi thương ban cho Hồng Thánh được bình an và hướng dẫn theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Cùng Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thank you.
Lạy Cha Nhân Từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bản tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng những con dưỡng thánh cha đất để trong đời khổ hải được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô xưa chúng con. Amen. Chúng tôi cũng mời anh chị em xin thông báo chương trình lễ trong tuần. Các ngày lễ trong tuần chúng ta duy trì thường đến chiều Chủ nhật thứ bảy ngày 1/1/2022, tức là tuần tới này. Cha xin rửa tội cho các con trẻ và giáo xứ, xin các gia đình có con trẻ xin rửa tội. Chúng ta giữ lễ thờ vào lúc 2:30, chúng ta đi sổ 3:00 sẽ rửa tội cho các con trẻ và giáo xứ chúng ta. Xin cảm ơn tất cả. Sau đây là chúng ta biến hành đại. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Thank you.
Cầu cho chúng con, cha và con và thánh thần. Amen.